lực chứng khoán bủa vây, vàng tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Tại Việt Nam, vàng đứng yên quan sát liệu có tăng sau cú trực dài. Đồng đô la Mỹ có thể mất đi vì thế, nhưng giá trị vẫn sẽ được đảm bảo. Tất cả sẽ có trong bản tin tỷ giá FBNC ngày hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với chương trình tỷ giá FBNC. Mở đầu thì hãy cùng với Ngọc Mai cập nhật những thông tin quan trọng trên thị trường vàng thế giới. Quý vị, như FBNC đã đề cập trong các bản tin trước, giá vàng tuần này được dự báo như một đồng xu hai mặt xoay vòng khó có thể dự đoán được nó sẽ ngã về bên nào. Tuy vậy, thì chứng kiến thị trường chứng khoán toàn cầu đang có đà tăng mạnh nhờ sự lạc quan về các phương pháp điều trị Covid-19 tiềm năng. Giá vàng đã chọn mặt đi xuống để mở đầu cho phiên đầu tuần của mình. Giá vàng chịu áp lực mạnh khi trong cùng ngày, ba chỉ số chính của phố Wall đều có mức tăng trưởng vượt trội, cho thấy niềm tin về việc tái mở cửa nền kinh tế của các nhà đầu tư, tác động vô cùng mạnh mẽ đến giá vàng, vốn mạnh lên nhờ các yếu tố xấu đi của toàn cầu. Kết phiên thì các hợp đồng vàng giao cho tương lai đều có mức giảm phù hợp với 50% chuyên gia dự báo của Kitco. Khi giá vàng cho hai hợp đồng chủ chốt là tháng 8 và tháng 12 đều giảm lần lượt gần 7 và gần 8 đô la Mỹ, nhưng tại ngưỡng là 1927,7 đô la Mỹ một ounce cho vàng tháng 8 và 1939,2 đô la Mỹ một ounce cho vàng tháng 12. Vàng suy giảm khi cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA thông báo cho phép sử dụng huyết tương chữa bệnh. Thành phần máu giàu kháng thể được lấy từ những bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục để điều trị các trường hợp bệnh nặng. Thông tin này đã mang lại tác động tích cực đối với các tài sản rủi ro như chứng khoán. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo diễn biến của đồng đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, gần như đi ngang trong phiên, đã góp phần giữ cho giá vàng không giảm sâu hơn. Theo Greg Alam, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, đã chỉ ra rằng đồng đô la Mỹ đã xóa bớt đà suy yếu trước đó, dẫn đến việc vàng suy giảm trong ngày thứ hai. Trong một yếu tố khác, nó có thể sẽ ảnh hưởng phần nào tới giá kim loại quý. Khi các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đã ban về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, trong đó Mỹ cho biết cả hai bên đều nhận thấy tiến triển và cam kết thực hiện thỏa thuận, cho thấy mức độ quan hệ được cải thiện đôi chút khi sự căng thẳng của hai cường quốc là một nguyên nhân lớn sau COVID-19 kéo nền kinh tế toàn cầu lao dốc tuy nhiên hiện tại các nhà chiến lược nhận định đà phục hồi kinh tế của mỹ chưa chắc chắn do phản ứng yếu trước đại dịch đồng đô la mỹ cũng chịu tác động từ việc thâm hụt ngân sách của nước này tăng vọt và khả năng lãi suất thấp sẽ tiếp tục được duy trì và sẽ là khả năng hỗ trợ cho vàng trong trung và dài hạn hơn Nhà phân tích Shuki Cooper của ngân hàng Standard Chartered thì nhận định rằng, trong khi những tin vui xung quanh việc phát triển vaccine ngừa covid-19 và số liệu kinh tế khởi sắc cho thấy những khó khăn trong ngắn hạn đối với vàng, nhưng môi trường lãi suất thấp và thậm chí rơi xuống vùng âm, đồng đô la Mỹ yếu đi và kỳ vọng về các gói kích thích mới cũng khiến cán cân nghiêng về phía rủi ro sẽ còn tăng qua đó có lợi cho giá kim loại quý này. Tính đến 11 giờ ngày hôm nay 25 tháng 8, giá vàng thế giới giao ngay nằm tại ngưỡng là 1935,6 đô la Mỹ một ounce ở chiều mua vào và 1936,1 đô la Mỹ một ounce tại chiều bán ra, tăng lại hơn 4 đô la Mỹ nhưng cũng chỉ bằng gần 1/5 mức giảm của ngày hôm qua. Theo ông Philip Strabo, chiến lược gia thị trường tại công ty môi giới đầu tư Blue Light Futures cho biết, giá vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh khi các chỉ số chứng khoán đều ở quanh mức kỷ lục. Kim loại quý này thực sự cần một chất xúc tác lớn hơn như các kích thích tài khóa bổ sung hay làm phát để trở lại đà tăng chuyên gia phân tích nhận định triển vọng của vàng vẫn khá mạnh xét về dài hạn thì xu hướng tăng giá vàng vẫn sẽ duy trì cho sự yếu đi của đồng bạc xanh và những kỳ vọng vào quy mô kích thích kinh tế cũng như lãi suất dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp hoặc âm về xu hướng dài hạn thì các nhà phân tích cho rằng sức hấp dẫn của kim loại quý này vẫn chưa thể mất đi Giới đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề hàng năm của Ngân hàng Trung ương này vào ngày 27 tháng 8 theo giờ địa phương để tìm thêm các dấu hiệu về cách Phép sẽ mạnh tay hỗ trợ đà phục hồi lâu dài sau khủng hoảng Covid-19 ra sao và như thế nào. Trở lại thị trường tại Việt Nam theo FPNC ghi nhận trong sáng ngày hôm nay, đa phần các doanh nghiệp và tiệm vàng lớn đều có mức điều chỉnh nhẹ, thậm chí là không đổi so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Cụ thể tính tới 11 giờ ngày hôm nay 25 tháng 8, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC niêm yết một lượng vàng miếng bán ra thị trường, nằm tại ngưỡng là 56.200.000 triệu đồng một lượng tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và 56.220.000 triệu đồng một lượng tại thị trường Hà Nội, giảm nhẹ thêm 50.000 đồng. Chiều mua vào neo tài ngưỡng là 55 triệu 150 ngàn đồng một lượng, cũng ghi nhận mức tăng là 100 ngàn đồng so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Tại phú nhuận PNG thì có mức niêm yết không thay đổi so với ngày hôm qua, với hai chiều vẫn neo tài ngưỡng là 55 triệu 200 ngàn đồng một lượng tại chiều mua vào và 56 triệu 200 ngàn đồng một lượng ở chiều bán ra. Đây là mức giá bán ra cao nhất trên thị trường. Tại Đô Tri thì cũng có mức điều chỉnh giảm 50.000 đồng cho 2 chiều, với chiều mua vào neo tại mức là 55.150.000 đồng một lượng và giữ tại mức 56.150.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Cùng khoảng thời gian trên, thì phú quý SGC và bảo tính Minh Châu đều có mức niêm yết chiều mua vào không thay đổi so với ngày hôm qua. Còn chiều bán ra thì đang giảm nhẹ 20.000 đồng tại bảo tính Minh Châu và tiếp tục không đổi tại phú quý SGC. Đối với giá vàng nữ trang 4 số 9 và vàng nữ trang 24K đều có mức điều chỉnh tăng từ 50 đến 100 ngàn đồng tại chiều mua vào. Tuy vậy thì lại ghi nhận mức giảm ở chiều bán ra. Như số liệu chi tiết mà quý vị đang nhìn thấy ở trên màn hình. Quý vị đang đến với phần tổng quan thị trường vàng. Chúng ta đã nói quá nhiều về việc vàng sẽ tăng đến bao giờ hay câu chuyện vàng đã xoán ngôi tiền tệ và đang trên con đường trở thành công cụ thanh toán số 1. Nhưng vẫn còn đó một kẻ yếu thế vẫn lăm le, ngôi đầu cho dù đã mất đi vị thế, nhưng không vì đó giá trị sẽ giảm đi, đó là đồng đô la Mỹ. Theo các nhà phân tích, thì đồng đô la Mỹ đang xuống giá, thậm chí là có thể yếu hơn. Nhưng vị trí là đồng tiền dự trữ toàn cầu của đồng bạc xanh sẽ không thể bị mất. Trước đó, đồng đô la Mỹ đã được hưởng lợi khi giới đầu tư tìm đến các tài sản an toàn trước tác động của đại dịch COVID-19. Nhưng tổ đã đẩy đồng bạc xanh lên mức cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Tuy nhiên, các nhà chiến lược nhận định, đã phục hồi kinh tế của Mỹ vẫn chưa chắc chắn do phản ứng yếu trước đại dịch. Đồng đô la Mỹ cũng chịu tác động từ việc thâm hụt ngân sách của nước này tăng vọt và khả năng lãi suất thấp sẽ tiếp tục được duy trì. Trong tuần trước, chỉ số đồng đô la Mỹ đã giảm xuống 92,477, mức thấp nhất trong vòng 27 tháng qua từ mức 102 được ghi nhận vào tháng 3 năm nay. Các nhà chiến lược gia về nhiều loại tài sản trên toàn cầu cũng cho rằng, lợi thế từ lãi suất thấp đã khiến đồng đô la Mỹ kém hấp dẫn và các nhà đầu tư cân nhắc các khoản tiền gửi bằng các đồng tiền khác. Những yếu tố này sẽ không nhanh chóng đổi thay và đồng bạc xanh có thể sẽ tiếp tục giảm sâu hơn. Dù vậy, các quan điểm cũng cho rằng, đồng bạc xanh sẽ mất đi vị thế là đồng tiền dự trữ toàn cầu đã bị thổi phồng. Nhà kinh tế Jonas Goldman của hãng nghiên cứu Capital Economic lại cho biết, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm là do những nguyên nhân khác như lãi suất thấp và những nỗ lực của châu Âu nhằm kích thích nền kinh tế khu vực. Ông nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng COVID-19 đã củng cố vai trò của đồng tiền chủ chốt toàn cầu là đồng đô la Mỹ. Ông lưu ý rằng, đồng bạc xanh tăng mạnh khi nhu cầu đối với tài sản an toàn gia tăng vào tháng 3, khi dịch bùng phát tại Mỹ, châu Âu và những nơi khác. Điều quan trọng nhất là chưa có một sự thay thế rõ ràng nào cho đồng đô la Mỹ. Hai nền kinh tế lớn là khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro và Trung Quốc đều nhỏ hơn Mỹ đồng euro và đồng nhân dân tệ vẫn còn quá nhiều thiếu sót để có thể trở thành một đồng tiền dự trữ trên toàn cầu điều đó khẳng định cho vị thế của đồng đô la mỹ có thể sẽ giảm đi nhưng không không bao giờ mất đi giá trị của mình Chuyển sang những thông tin về tỷ giá ngoại tệ trong hôm nay ngày 25 tháng 8, đồng đô la Mỹ điều chỉnh giảm ở chiều bán ra, nằm tại ngưỡng là 23.857 đồng, giảm 1 đồng, còn chiều mua vào giữ nguyên tại mức là 23.175 đồng, không thay đổi so với phiên ngày hôm qua. Đồng euro thì niêm yết tại ngưỡng là 26.563 đồng, tăng 1 đồng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra neo tại mức là 28.206 đồng, tăng 1 đồng. Về tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ, được ngân hàng nhà nước công bố tại mức là 23.211 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, giảm 1 đồng so với cùng thời điểm phiên ngày hôm qua. Những cập nhật mới nhất về phần tỷ giá ngoại tệ cũng đã kết thúc chương trình tỷ giá FBNC. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.